Chuyên đề thì có rất nhiều điều mà chúng con được muốn biết từ ngay cha, thì chúng con xin cha chia sẻ cho chúng con biết cái cảm nhận của cha khi chương trình ngày hôm nay lên đến tới chương trình 100 của cha. Giới thiệu quý vị khách mời quan trọng nè, rồi những vị rất quan trọng ở dưới kia nè, cho nên không biết kính thưa kính gửi làm sao đây. Thôi thì chúng ta thưa anh em nha, xin phép thưa anh chị em, chúng ta cùng anh chị em với nhau nói cảm nhận thì thực sự như lời gợi ý những nhập ban đầu là khi qua một chặng đường khó khăn, nhìn lại thì thấy quả thật có ai đó nắm tay mình dẫn mình đi. Đó là cái cảm nhận đầu tiên mà sư Quế, anh chị em trong ban tổ chức chương trình chuyên đề và từng thiết nghĩ đó cũng là một cái cảm nghiệm của bao nhiêu con người chịu dừng lại và chiêm nghiệm sâu sắc cái hành trình cuộc sống của mình, cũng thấy như thế. Có phải thế không ạ? Đặc biệt là những vị lớn tuổi, càng lớn ta càng nhìn lại sau lưng thấy cái cuộc hành trình mình đã và đang đi qua, dường như có ai đó đã nâng đỡ, đã nắm tay mình và dẫn mình đi, chứ một mình nếu đi lại đoạn đường đó có lẽ không đi nổi. Cho nên đó là cái cảm tưởng đầu tiên của tôi cá nhân, cũng như cũng gặp gỡ qua với những anh chị em khác trong ban tổ chức cái chương trình chuyên đề lần thứ 100 này, đánh dấu cái mốc thời gian là đã hơn 2 năm, với những sự nỗ lực và đặc biệt là của sư Maria Hồng Quế và những anh chị em cộng tác gần gũi với sư. Con xin được giới thiệu qua một số khách mời rất là thân thiết của chương trình chuyên đề chiều hôm nay, bởi vì chúng con rất là bận rộn, chúng con mới tổ chức xong chương trình của ngày đại hội gia đình 26 tháng 12, và ban tổ chức chúng con nghĩ rằng không đủ sức để tổ chức tiếp chương trình chuyên đề lần thứ 100, nhưng được sự khích lệ rất nhiều đến từ các diễn giả và khán giả, và chúng con chỉ gửi thư qua internet và chúng con được các diễn giả đã hưởng ứng một cách rất là nhiệt tình. Và giờ đây trong hội trường thì con nhìn qua, con xin trân trọng giới thiệu đến với chương trình chuyên đề chiều hôm nay cha Du Sen Lê Quang Huy, giọng chú thế. Cha Giang Bê Vũ Thế Thanh, giọng Đào Liên. Diễn giả tiếp của chúng con cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu. Cha Giorgio Bautista Nguyễn Quang Tuyến tại trung tâm của tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng con có mục sư Dương Quang Vinh, không biết là tới chẳng à, vâng, xin chào mục sư. Và đặc biệt chúng con có được tiếp đón thêm 2 mục sư sẽ là candidate của diễn giả chương trình chuyên đề vào tháng 3 và tháng 4, đó là vợ chồng mục sư Nhẫn. Xin mời vợ chồng mục sư. Đặc biệt chúng ta có thấy rằng các diễn giả của chúng ta thấy có một người mặc áo màu nâu, đó là đại đức tiến sĩ Thích Quang Thành. Ngoài ra chúng ta còn có rất là nhiều diễn giả như là giảng viên Du Xe Mai Thanh Hoài, chuyên gia và là nguồn nhân lực cũng là cố vấn để chúng ta sau và cố vấn cho chương trình chuyên đề của chúng con. Chúng ta có chị Phạm Thị Thúy, người ngoài công giáo nhưng rất là dễ thương và yêu mến chương trình chuyên đề. Và ngoài ra thì có thể có rất là khá nhiều linh mục tu sĩ đến, và chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để chào đón nhau và những người rất là thân thiết của chúng con chiều hôm nay. Ai chúng ta quên mất không, có một diễn giả của chúng con là chị Teresa Nguyễn Thị Ngọc Thu, cũng là hội trưởng của nhóm cầu nguyện Kinh Thánh. Xin mời chị cũng là diễn giả của chúng con.
đề con xin được qua một vài điểm. Một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tệ nạn xã hội như ly hôn, phá thai, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, nghiện ma túy, trộm cướp, đó là sự gian dối và bác ngoài đạo đức của con người bắt đầu từ phạm vi gia đình. Trong bối cảnh đời sống con người đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nền văn minh sự chết ngày nay, thì việc đào tạo và cổ võ những giá trị nhân bản và gia đình luôn là điều thao thức của tất cả những người có thiện chí, những ai có tâm huyết muốn góp phần xây dựng xã hội và giáo hội. Chương trình chuyên đề là một hoạt động chia sẻ trí thức mang tính hoạt động cộng đồng, cổ võ những giá trị gia đình, góp phần và thăng tiến đời sống cá nhân cũng như các mối tương quan. Chương trình chuyên đề được thuộc ban mục vụ gia đình tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2008, đã tổ chức được một buổi hội thảo và hai sự kiện lớn mang tính thời sự đến nay. Và cho tới bây giờ, ngày hôm nay chúng tôi kỷ niệm chương trình chuyên đề thần thứ 1 năm. Tất cả các đề tài được xây dựng theo tiêu chí là thăng tiến đời sống con người thông qua các buổi nói chuyện và giao lưu với Thiên Chúa, bản thân và tha nhân. Các mảng đề tài của chúng con có: thứ nhất, đề tài về tâm linh và xã hội chiếm 17%, được thiết kế theo những tiến điều và đường lối của giáo hội Công giáo. Mảng đề tài thăng tiến bản thân chiếm 20%, giúp học viên tái khám phá lại giá trị cốt lõi và hiểu biết về chính mình, xây dựng được thái độ tích cực cho bản thân và người khác. Mảng đề tài về gia đình chiếm 44%, bao gồm đời sống gia đình, kỹ năng làm cha làm mẹ và giáo dục con cái theo từng lứa tuổi. Mảng đề tài xã hội đề cập đến những nan đề nóng bỏng của xã hội đương thời, nhằm chia sẻ cho học viên cách nhìn có tính chuyên môn và khoa học, gợi ý những giá trị và những giải pháp khả thi. Nội dung chương trình chuyên đề thiết thực hữu ích và cổ võ đời sống đạo và đời, góp phần làm lan tỏa nền văn minh tình thương ngay chính trong gia đình, học viên và môi trường chính học viên đang sống. Các thuyết trình đến với chương trình chuyên đề họ là ai? Các giảng viên được mời thuyết trình tại chương trình chuyên đề đa dạng hóa về tôn giáo và thành phần. Đa số các diễn giả có học vị tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học ngoài nước và trong nước. Lực lượng diễn giả nồng cốt là các linh mục, tu sĩ nam nữ trong giáo hội chiếm 46%. Ngoài sự hiện diện của một số mục sư tin lành, lần đầu tiên có sự xuất hiện của hai đại đức đến từ giáo hội Phật giáo. Sự đa dạng hóa này cho thấy tính linh động, cởi mở trong việc nhìn nhận các giá trị nhân văn của tôn giáo. Điều này góp phần tạo nên sự thấu hiểu và chia sẻ giữa các tôn giáo với nhau, bó hầu chung tay trong việc xây dựng tình huynh đệ đại đồng. Trong số 39% là giáo dân, chủ yếu thuộc các ngành nghề y khoa và đào tạo huấn luyện, chương trình chuyên đề vẫn tiếp tục khuyến khích và cổ võ lực lượng giảng viên là giáo dân. Ngoài vấn đề nhu cầu mưu sinh xã hội, chương trình chuyên đề muốn các anh chị em giáo dân dành thời gian và tâm sức để chia sẻ phục vụ giáo hội tại giảng đường này. Khán giả của chương trình chuyên đề họ là ai? Kính thưa cộng đoàn, chương trình chuyên đề chúng con đã phục vụ được 19.830 lượt khán giả. Trong đó, chúng con có giảm học phí và miễn phí mỗi khóa từ 25 đến 30%, giao động theo từng khóa. Thành phần khán giả có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Việc lôi cuốn người trẻ đến với những sân chơi lành mạnh như thế này đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó có sự hấp dẫn của chương trình, đề tài thuyết trình và sự khéo léo của diễn giả để tạo cơ